Lát rừng bản đô Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm nay thì em đưa lên tất cả các cái chậu hồng Văn Giang, em bỏ để cho mọi người theo giá sỉ nhé, bỏ theo giá sỉ luôn. Ai mà chốt về để đi chợ thì mọi người cũng lấy cả luôn cũng được. Mà nếu mà ai lấy từng lấy chậu một, chọn chậu để lấy về chơi thì mọi người tranh thủ chớp thời cơ mọi người nhé. Hồng Văn Giang, vàng Tây Ninh Sần và xanh Gia Lai. Đấy là tất cả các mặt bông mà chiều hôm nay em đưa lên nhá. Đây là em để cho mọi người đầu tiên thì em để cho mọi người xem cái mặt bông của cái hồng Văn Giang đầu tiên nhá. Đây mọi người, đây là cái mặt bông của hồng Văn Giang. Nó hơi chói nhỉ. Đấy, mặt bông của hồng Văn Giang rất là đẹp luôn. Rất đẹp mọi người nhá. Đây là nở tại chậu này. Đây là nở tại chậu nhá. Mặt bông cực đẹp luôn nhá. Đấy là mặt bông của hồng Văn Giang nở tại chậu. Đây các bác xem. Bông của nó nhá. Bông hồng Văn Giang cực đỉnh, cực đẹp luôn. Hiện tại bây giờ đang rất là hot. Bác nào lấy sỉ về để đi chợ thì các bác lấy luôn nhá. Đây tất cả hàng em đưa lên là em đưa giá sỉ hết. Tất cả măng mầm em không tính nhá. Em chỉ tính cái thân hoàn thiện rồi. Đấy thì giá cả rất là hợp lý. Giá đi chợ để cho mọi người đi chợ nhá. Đây là mặt bông của hồng Vân Giang. Và tiếp theo, đây là một cái mặt bông của vàng Tây Ninh thì các bác cũng đã biết rồi đúng không ạ? Vàng Tây Ninh thì không phải nữa. Còn đây là cái mặt bông của xanh Thái này. Mặt bông của xanh, à xin lỗi, xanh Gia Lai mọi người nhá. Đây là xanh Gia Lai. Xanh Gia Lai là một dòng củ bi nhá, chứ không phải như xanh Thái. Xanh Thái là không phải là củ bi, nhưng mà xanh Gia Lai là một dòng củ bi. Đấy, hoa cực đỉnh, cực đẹp luôn. Hoa nở tại chậu nhá, hoa nở tại chậu. Nên là bảo hành mặt hoa cho các bác. Và tất cả hàng của các bác chốt là em sẽ để kẹp chì niêm phong để bảo hành cho mọi người nhá, bảo hành cho mọi người niêm phong kẹp chì lại nhá. Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu. H1 đây là một chậu hồng Văn Giang này. Chậu rất đẹp luôn mọi người nhá. Đấy. Chậu này thì mọi người mua về chăm chơi cũng được và mua về tách ra để trồng lấy giống cũng được nhá. Chậu này là tổng toàn bộ là 6 thân. 6 thân nhá. Em chỉ tính 5 thôi mọi người nhá. 2 này, 4 này, 6 này. Đấy 6 thân. Em chỉ tính 5 thôi. Ai chốt được chậu này với giá là 1.500.000, em tính chỉ có 300.000 một thân giá đi chợ nhá. Bình thường ở ngoài thị trường người ta bán với giá là 450.000 một thân là bán lẻ mọi người nhá. Đấy thì 300.000 một thân nhá. 5 thân này với giá là 1.500.000. H2 chậu này với là 7 thân nhá. 7 thân. Đấy, 2 này. 4 này. 6 này, 8 thân. Đấy, nhưng mà em chỉ tính 7 thôi bởi vì cái thân ở bên này nó chưa hoàn thiện. Nó chưa hoàn thiện lắm. Nên tính 7. 7 thân này bác nào chốt với giá là 2.1 triệu nhá. Hồng Văn Giang 2.1 triệu. H2. H3 chậu này cũng là 7 thân. Chậu này cũng là 7 thân nhá. 7 thân. Đấy. Rất là nhiều luôn. 2 này. 4 này. 6 này. 8 thân, nhưng mà em chỉ tính 7 thôi. Với giá là 2.1 triệu nhá. 2.1 triệu. Đấy là H3. Tiếp theo H4. Đây. H4 chậu này một chậu hồng Văn Giang, chậu này 5 thân. À 4 thân chứ ạ? 4 thân một măng. 4 thân một măng, em tính 4 thân. Với giá là 1.100.000, bởi vì em giảm giá một chút vì cái thân này có một cái thân già, em giảm giá một chút. Đáng nhẽ ra 4 thân này là 1.200.000. Đây em chữa rồi nhá. Nhưng mà bây giờ em chỉ tính là 1.100.000 thôi. Em bao ship tất cả hàng em bán, em bao ship hoàn toàn cho mọi người nhá. Đấy, H4 1.100.000 bao ship.
H5. H5 đây một chậu rất là đỉnh luôn này. Nó lên rất đều. Rất là đều. Chậu này thì 2, 4, 5 thân, 1 măng. Em chỉ tính 5 thân. 5 thân 1 măng nhé. 1 măng lớn đây này. Măng lớn rồi nhá. Em chỉ tính 5 thân thôi. Chậu này với giá là 1.500.000. 5315. Em bao ship nhá. Tiếp theo H6. H6. Chậu này thì gồm có 7 thân. Đấy, 7 thân. 2 này, 4 này, 6, 7 thân. 7 thân nhá. Đấy. 7 thân tất cả. Ai chốt chậu này với giá là 2.100.000. Em bao ship 2.100.000 nhá. Chậu rất là đẹp luôn mọi người. Rất đẹp luôn. 7 thân. 2.100.000. Em bao ship. Đây là H6. Tiếp theo H7. H7 đây là một chậu này gồm có 6 thân tất cả này. 2 này, 4 này, 6 này. 6 thân này. Cái thân này chưa hoàn thiện lắm. Em chỉ tính 5 thôi. Với giá là 1.500.000. Em bao ship. Hồng Văn Giang nhé. Đấy là H7. Tiếp theo H8. H8 một chậu này cũng khá là đẹp luôn. Đây, chậu khá là đẹp luôn. 2, 4, 6. 6 thân. Nhưng em chỉ tính 5. 6 thân em chỉ tính 5 thôi. Với giá là 1.500.000. Em bao ship. Hồng Văn Giang nhé. 6 thân em tính 5 thôi. 1.500.000. Em bao ship. H8. H9. H9 đây một chậu này. Chậu này gồm có 9 thân. 9 thân. Nhưng mà cái thân già này em không tính. Thân già này nó bị xuất một cái lá rồi. Em không tính nữa. Em chỉ tính 8 thôi. Nhá. Em chỉ tính 8 thôi. Bác nào chốt em để với giá là 2.400.000. 2.400.000 nhá. Chậu này thì khá là đẹp luôn. Khá đỉnh đẹp luôn. Tuyệt vời đẹp. Nhá. Tuyệt vời đẹp. Rất là đều. Đấy. 2.400.000. Em bao ship 8 thân. H9. 8 thân nhá. H10. H10 đây. Cũng là một chậu này 6 thân. Chậu này 6 thân này. Măng là có 1 măng, 2 măng. Chậu này có 2 măng. 6 thân, 2, 4, 6. Đấy. 6 thân, 2 măng. Em tính 6 thân thôi mọi người nhá. Tính 6 thân thôi. Rất đẹp nhá. Tính 6 thân. Bác nào chốt chậu này với giá là 1.800.000. 1.800.000. Em bao ship. Đấy là 10 chậu Hồng Văn Giang. Nếu mà bác nào lấy sỉ, em sẽ tính giá sỉ hết toàn bộ. Thì em sẽ bớt thêm một chút nữa cho các bác nhé. Còn lấy cả chậu thì như thế là giá sỉ hết cỡ rồi đấy nhé. Tiếp theo H11. H11 có 2 thân. 2 thân vàng Tây Ninh sần. Sần nói sần nhưng mà nó rất là sần rất nhẹ luôn các bác nhé. Sần rất là nhẹ. Đấy, sần rất là nhẹ luôn. Đây là vàng Tây Ninh 2 thân 1 măng. Bác nào chốt đơn này em để cho các bác với giá là 600.000. 600.000 em bao ship. H11 vàng Tây Ninh sần nhẹ nhá. 600.000 2 thân em bao ship. Tiếp theo đơn này cũng là vàng Tây Ninh sần rất là nhẹ nhá. Đơn này là 4 thân 2 măng. 4 thân 2 măng. 3 măng mọi người ạ. 4 thân 3 măng. Đấy, 4 thân 3 măng nhá. Đây là 4 thân này. Có 3 măng nhá. Bác nào chốt đơn này em để cho các bác với giá là 1.100.000. 1.100.000 nhá. 4 thân 3 măng. Vàng Tây Ninh sần nhẹ nhưng nói sần nhưng nó có sần lắm đâu. Đấy, lấy về để các bác làm giống nhá. Rất là đẹp luôn. 1.100.000. Em bao ship. Tiếp theo H13. H13 một chậu rất là đã luôn các bác. Chậu này là có một cái thân xoáy này. Có một thân xoáy nên nó đẻ rất là đã luôn. Đẻ rất là đã luôn nhá. Có này là gồm có 6 thân 2 măng. Mầm em chưa tính nhá mọi người nhá. Mầm chưa tính nó măng như thế này này. Đấy, măng đây. Mầm chưa tính đâu. 6 thân tất cả. Tính 6 thân thôi. Bác nào chốt cả chậu này em để cho các bác với giá là 1.700.000. 1.700.000 nhá. H13 vàng Tây Ninh sần rất là nhẹ nhá. Sần rất là nhẹ.
Tiếp theo H14. H14 đây là một thân xanh Gia Lai. Xanh Gia Lai một mặt bông đang còn rất là hot mọi người nhá. Một mặt bông đang còn rất là hot luôn. Đấy, xanh Gia Lai láng cóng luôn. Mọi người nên để ý này, xanh Gia Lai là thân rất là cứng, lá rất là dày, lá dáng chỉ thiên và củ bi nhá, và là củ bi. Cho nên mọi người để ý cái chỗ đấy nhá. Mặt bông thì rất là nhiều mặt bông giống nhau. Rất là nhiều mặt bông giống nhau. Nhưng mà nó là đặc điểm của nó là như vậy. Đây mọi người xem này, cái củ bi của nó ở ngoài cái mặt bông à. Nhìn thấy chưa? Mặt bông thì rất là sắc nét. Cánh xanh. Sẫm vàng một chút nhá. Đấy. Rất đẹp luôn. Bác nào chốt cho em, đơn này là một thân, một măng và một mầm với giá là 700k. 700k. Em bao ship nhá. Đấy, một thân, một măng và một mầm 700k. Em bao ship. Tiếp theo nữa cũng là một đơn xanh Gia Lai. Một đơn xanh Gia Lai. Đơn này là gồm có hai thân. Đây là một măng và một mầm này. Thân này là một măng một mầm này. Thân này không lỗi, không tì vết gì nhá. Và đây thân này có một thân hơi lỗi. Một thân lỗi nhá. Lỗi gãy mất hai cái lá do vận chuyển này. Do vận chuyển gãy mất hai cái lá. Đây là cái măng của nó này. Có một mầm ở bên này nữa nhá. Hai thân này bác nào chốt em cũng để cho mọi người với giá là 700k. Em bao ship luôn. Đây là hai đơn xanh Gia Lai nhá. Xanh Gia Lai. Và đấy cũng là tổng toàn bộ 15 đơn hàng. 15 đơn hàng. Chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852, Zalo 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.